Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với cập nhật mới nhất trận đấu giữa đội tuyển quốc gia U17 Việt Nam và U17 Kyrgyzstan. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ bảng Y tại giải đấu U17 châu Á năm 2024-2025. Vòng loại sẽ được diễn ra tại sân vận động Việt Trì Phú Thọ vào chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cập nhật về danh sách đội hình của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trong việc thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của mình. Lối chơi của ông thầy người Brazil rất hiện đại, tấn công mang đậm bản sắc Latin, nhưng câu chuyện ở đây là huấn luyện viên này lại chơi thứ bóng đá có phần nào đó thực dụng ở phần phòng ngự, dù tấn công vẫn là một trong những sở trường của những đội bóng với tư duy của những huấn luyện viên trưởng đến từ Brazil. Vâng, thưa quý bạn, 4-2-3-1 biến thể. Chúng tôi sẽ phân tích và gửi tới quý bạn với danh sách đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam U17 tham dự trận đấu này ngay sau đây. Quý vị và bạn đừng rời mắt và đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất. Vâng, thưa quý bạn, U17 Việt Nam sẽ ra sân với 11 cầu thủ: Thăng Long, Hồng Quang, Việt Anh, Tấn Dũng, Hồng Phong, Việt Long, Nguyễn Lực, Hoàng Khanh, Thái Hiếu, Văn Bách, Thiên Phú. Vâng, bộ ba tấn công Việt Long, Văn Bách, Thiên Phú là ba cái tên đã thi đấu cực kỳ nổi bật ở trên. Nhưng tại sao lại chơi theo sơ đồ 4-2-3-1 thưa quý bạn? Một cầu thủ ở phía trên, Thiên Phú sẽ là một trong những nhân tố chơi ở vị trí trung phong cắm. Trong khi đó, Việt Long và Văn Bách sẽ là hai cầu thủ thi đấu ở dưới, sâu hơn một chút, cùng với đó là Thái Hiếu. Đây là ba phương án mà phải nói rằng luân chuyển mà huấn luyện viên trưởng ông Cristiano Ronaldo chơi thứ bóng đá hơi biến hóa, hơi một chút nào đó thực dụng trong việc định hình lối chơi phòng ngự phản công. Việt Long như là một trong những cầu thủ chơi cực kỳ nổi bật bên hành lang cánh phải, chơi lên công về thủ nhịp nhàng, hỗ trợ tấn công, kết nối tiền vệ và đặc biệt là lùi rất sâu để hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia U17 Việt Nam phòng ngự. Đó là những điều mà chúng tôi nói và mô tả một cách định hình. Người ta nói rằng là chơi thứ bóng đá định hình phòng ngự ở trên vị trí tấn công, đây là hướng đi vô cùng là hiện đại dành cho bóng đá quốc tế mà các đội bóng hàng đầu thế giới đang ứng dụng. Họ định hình phòng ngự ngay từ trên sân nhà đối phương bằng việc là di chuyển của những tiền vệ sắm vai tiền đạo ảo, thưa quý bạn, như là Việt Long và Văn Bách là hai cái tên huấn luyện viên trưởng ông Cristiano Ronaldo đã sử dụng trong thời điểm này. Hy vọng rằng quý vị và bạn cũng sẽ đồng ý với chúng tôi với phương án này. Chúng tôi phải nói rằng là huấn luyện viên trưởng ông Roland đã nâng một cái tầm mới dành cho sơ đồ 4-2-3-1. Đây là một sơ đồ cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Hàng phòng ngự gồm 4 cầu thủ, 2 tiền vệ phòng ngự án ngữ phía trước, 3 cầu thủ tấn công hỗ trợ và một tiền đạo cắm. Đấy là những điều mà chúng tôi nói rằng bộ co đội hình của U17 Việt Nam với ba cái tên như chúng tôi đã nói là Việt Long, Văn Bách và Thiên Phú. Hai trung vệ gồm Việt Anh và Tấn Dũng sẽ thi đấu ở phía dưới. Hồng Quang và Hồng Phong sẽ là hai vị trí đảm nhận ở hai hành lang biên. Tuy nhiên hai cầu thủ này có thể bó vào trong bất cứ lúc nào để nhường vị trí, thậm chí Việt Long xuống chơi ở vị trí hành lang cánh. Đây là điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã thấy ở trong thời gian vừa qua khi đội bóng này đã ứng dụng và thi đấu rất thành công, đậm nét trong những trận đấu vô cùng quan trọng. Trước tiên hãy cùng nhìn về sơ đồ 4-2-3-1 cơ bản. Đây là một sơ đồ cực kỳ cân bằng. Tuy nhiên huấn luyện viên trưởng đến từ gốc Latin, thưa quý bạn, chúng tôi phải nói rằng gốc Latin là một trong những người tôn thờ bóng đá tấn công, nhưng ông lại chơi thứ bóng đá phòng ngự. Vâng, chính vì vậy mà cái sự cân bằng đấy nó lại được càng rõ nét hơn trong lối chơi. Ưu điểm nổi bật của sơ đồ này là khả năng kiểm soát khu vực tuyến giữa sân, đồng thời cho phép đội bóng luân chuyển trạng thái nhanh giữa tấn công và phòng ngự. Khi có bóng thì cầu thủ có thể dễ dàng dâng cao để gây áp lực lên đối thủ. Ngược lại, khi mất bóng thì đội hình có thể nhanh chóng ngay trên phần sân đối phương để cướp bóng cũng như pressing liên tục, nhưng đòi hỏi thể lực của cầu thủ của chúng ta phải cực kỳ nổi bật. Chúng ta hãy nói về tấn công trước đi, với Việt Long, với Văn Bách, với Thiên Phú, cùng với sự hỗ trợ của Hoàng Khang và Thái Hiếu. Các đợt lên bóng thường bắt đầu từ hàng phòng ngự với những đường chuyền ngắn, chính xác để kéo giãn đội hình đối phương. Các tiền vệ trung tâm đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối bóng và tạo ra những khoảng trống để các cầu thủ chạy cánh có thể bứt tốc và xâm nhập vòng cấm địa 16m50. Đây là một trong những sở trường của đội bóng U17 Việt Nam khi Việt Long liên tục là nhân tố quan trọng của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo. Dù thi đấu ở vị trí số 10 nhưng Việt Long lại thường xuyên ghi bàn để giúp cho đội bóng có được những lợi thế. Những pha phối hợp
ở giữa sân giữa các tiền vệ và tiền đạo đã giúp cho U17 Việt Nam tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Điển hình là các tình huống phối hợp ban bật trung lộ và khiến cho đội bóng U17 Uzbekistan lúc đó phải bó tay khi giải đấu PS Cup ở bên phía Trung Quốc là một giải đấu bùng nổ của đội bóng này. Nhiều người hâm mộ đá Việt Nam cũng đã được thấy những màn trình diễn tuyệt vời ở hành lang biên bó thẳng vào trung lộ, và Văn Bách cũng như là Việt Long là hai cầu thủ đã ghi bàn dành cho đội tuyển U17 Việt Nam. Khi đó thì chúng ta thắng cả Uzbekistan với tỷ số 3-0 và thắng đội bóng Nhật Bản là 1-0. Vâng, đó là một cái thành tích mà phải nói rằng vô tiền khoáng hậu dành cho những đội bóng trẻ, bởi bóng đá của những đội bóng này, đào tạo trẻ của họ tương đối là bài bản và họ rất mạnh ở nhiều khía cạnh. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta thắng đội trẻ cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đang đi đúng hướng, và cách tổ chức trận đấu sẽ mang lại cho các cầu thủ một cách tối ưu thi đấu trên sân. Dù ưu tiên lối chơi tấn công của huấn luyện viên trưởng ông Chris Adolan, nhưng U17 Việt Nam vẫn không quên tổ chức phòng ngự một cách kín kẽ. Khi mất bóng thì đội hình nhanh chóng chuyển sang trạng thái phòng ngự, phản công. Cái trạng thái này phải nói rằng nó xuất phát từ việc là chúng ta ngay ở trên sân nhà đối phương chúng ta áp sát, chứ không phải là khi họ có bóng rồi chúng ta dồn về ngay. Điều đó sẽ rất mất thời gian cũng như là sức lực của cầu thủ. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta mất bóng thì chúng ta phải đuổi ngay, bám sát ngay để có thể kiêm tỏa các vị trí. Và chơi pressing như thế thì thực sự chúng ta tiết kiệm được cái không gian thi đấu, bên cạnh đó là sức lực phải chạy đi chạy về. Tuy nhiên các cầu thủ cũng phải cực kỳ cứng và có kinh nghiệm, nếu như không, nếu chỉ cần sơ hở và không có nhịp độ của các đội bóng thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ mất sức lực hơn. Chúng ta vừa phải đuổi bóng ở trên sân, vừa phải kèm bóng và đặc biệt pressing liên tục. Điều đó sẽ thực sự là con dao hai lưỡi với lối chơi này. Nên huấn luyện viên trưởng ông Chris Roland đã chơi thứ bóng đá một cách biến hóa hơn khi mà sơ đồ 4-2-3-1 có thể ngay lập tức hai hậu vệ biên, hai tiền vệ biên có thể lùi về và ở vị trí trung tâm là Việt Anh sẽ là người xông lên và người đoạt bóng và chặn đứng các phương án. Từ đó thì chặn hai biên, tạo ra thế gọng kìm. Từ đấy thì khiến cho đối phương khó lòng mà kiểm soát cũng như thi đấu ở trên sân với cái phương án tấn công ở biên cũng như là trung lộ. Vâng, tổng kết lại thì chiến thuật của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã mang lại hiệu quả cho U17 Việt Nam khi họ đã giành chiến thắng những trận đấu gần nhất khi thi đấu với đội bóng Uzbekistan hay là đội bóng Nhật Bản, và thậm chí là những câu lạc bộ Nhật Bản thì họ cũng đã thắng tới 7-0 thưa quý bạn. Chắc chắn đó là một trong những cái điều tuyệt vời mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay lúc này, khi mà bóng đá Việt Nam đang nhận được rất nhiều những sự quan tâm dành cho những cầu thủ trẻ. Bởi đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc này chúng ta cảm nhận rõ những cái vấn đề đang xảy ra ở đội bóng đang thực sự lan giải và khiến cho nhiều người cảm thấy lằn lòng và không dám đến sân để cổ vũ. Họ chỉ chờ thời cơ xem là có những lứa cầu thủ nào, có những cầu thủ tài năng nào dành cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Họ sẽ theo dõi và ủng hộ những cầu thủ trẻ và thể hiện được năng lực của mình thi đấu trên sân. Đó chính là những cái thông tin mà chúng tôi nhận định về cái sơ đồ đội hình của huấn luyện viên trưởng ông Chris Roland với những cái vị trí ở trên sân. Ở vị trí trung vệ chúng ta có thể nói đến Hồng Quang, Việt Anh, Tấn Dũng, Hồng Phong, Việt Long, Nguyễn Lực, Hoàng Khang, Thái Hiếu, Văn Bách sẽ chơi ở vị trí tiền vệ, và hai hành lang cánh là Việt Long và Văn Bách sẽ chơi như là một tiền đạo ảo cùng với Thiên Phú ở phía trên. Nguyễn Lực, Hoàng Khang, Thái Hiếu chơi lùi hơn một chút với Hoàng Khang, Hoàng Khánh, và sau đó thì Thái Hiếu và Nguyễn Lực là những cầu thủ thi đấu trung tâm tiền đạo, tiền vệ và giúp cho sự cân bằng, tạo ra thế cân bằng như một quả cân để giúp cho đội tuyển quốc gia U17 Việt Nam của chúng ta có được những cái sự cân bằng, không bị tránh những cái sai sót ở trên sân với những tình huống tấn công của đối phương. Đó là những cái phân tích mà chia sẻ với chúng tôi một cách tường tận với sơ đồ đội hình của U17 Việt Nam. Hy vọng rằng quý vị bạn cũng sẽ đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên Khoảnh Khắc Bóng Đá. Đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Khoảnh Khắc Bóng Đá. Còn bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng thông tin tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Những thông tin hình ảnh trực tiếp tại sân vận động Việt Trì. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.